em không thích bạn trai nói bậy. Nói chung là nói cái gì nên nói thôi chứ đừng có nói bậy quá. Em yên tâm, tại vì anh là gương mà. Gương mẫu cho ai? Dạ cho nhân viên, cho vợ mình tương lai. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Thôi đi bạn. Rồi, mời em giới thiệu. Dạ em chào tất cả mọi người, em tên là Nguyễn Thị Ái Thi, sinh năm 1995, em đang sống và làm việc tại Buôn Mê Thuột. Em đang làm việc gì? Dạ em làm ở rạp chiếu phim Starlight. À, ở trên Buôn Mê Thuột luôn hay là... Dạ. Từ trên đó xuống đây đăng ký chương trình. Cái lúc em đăng ký là em còn ở trong này, em mới về đó mấy tháng thôi ạ. À, bây giờ về đó ở luôn á hả em? Dạ. Là quê mình ở đó. À, mời bạn nam giới thiệu. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia và chào tất cả mọi người, quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Phước Anh Khoa, em sinh năm 1991. Em hiện tại đang làm trưởng phòng kinh doanh của công ty bất động sản. Em làm ở khu vực quận 9. Là quê mình ở đâu em? Dạ, quê em ở Quảng Nam, Đà Nẵng chị. Quảng Nam, Đà Nẵng. Bạn gái bên kia công việc của bạn làm cụ thể là gì hả bạn? Dạ em làm ở rạp chiếu phim anh ạ. Bán vé hay là mình nhân viên soát vé? À, rạp chiếu phim vậy là khỏe rồi, có điều kiện mình coi phim rồi ha. Dạ. Thôi, nhưng mà bây giờ hai người ở hai nơi kìa. Cái chung chút xíu người ta sẽ tính cái chuyện yêu nhau xa cách mấy giờ cũng gần đó mà. Thì sao em muốn quen người ở Sài Gòn để em vô lại đây sống với chị ạ? À, muốn quen người ở Sài Gòn để vô trở lại đây sống. Dạ. Trời ơi hay vậy. Điểm mạnh điểm yếu của em đi, bạn gái. Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, hòa đồng vui vẻ, lại thích con nít. Còn điểm yếu của em là lúc em đói em hay quậu lắm, mà quậu thì em hay thích cắn, cắn đau lắm. Thường là em cắn ai, đó giờ cắn ai? Cắn ai ở chung với em là em cắn hết. Bạn trai có thích bị cắn không? Dạ, đôi lúc cắn cho nhớ chị. Cắn nhẹ nhưng mà cắn nhây á. Cứ cắn hoài vậy á, nhưng mà cắn nhẹ. Rồi còn gì nữa không em? Dạ không ạ. Nhiều đó là cái đó là điểm yếu đó rồi rồi đó hả? Hơi ham chơi một chút. Đúng rồi, còn nhỏ nhưng mà. Nhưng mà tại vì em muốn quen một người nào chững chạc hơn để nắng em lại ạ. Em thấy bên bển sinh năm 91 là chững chạc chưa? Dạ rồi, tại vì em đang đi kiếm bạn trai sinh năm 91 hoặc 87. Em thích hai tuổi đó tại vì nó hợp với em ạ. 91 là vô rồi đó. 91 là vô rồi, hơi khỏe rồi. Rồi bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em sao? Thừa thắng xông lên luôn đi em. Dạ, em thì điểm mạnh của em là tự lập. Em nhanh nhẹn, vui vẻ, hòa đồng. Dạ, hoạt bát, mọi thứ em làm được hết. Em có cái gì em quyết tâm là em sẽ làm được. Em được mấy mối tình rồi? Em được 2 mối tình rồi anh. 2 mối tình, dạ. Lý do tại sao chia tay? Do là trong cuộc sống có những cái gia đình em nó thay đổi, có những cái xảy ra nó không mong muốn. Cũng gia đình bên kia họ cũng cảm thấy là trước đây thì nó muôn đăng hộ đối, tức là hai gia đình đều tốt hết, nhưng mà sau đó gia đình mình không tốt. Nói chung có sự thay đổi mà gia đình bên kia không đồng ý. Không đồng ý, dạ, nên cô bé đó không có quen em nữa. Người ta không cho quen thì cô bé đó cũng không quen em nữa. Tức là cô gái đó nghe lời gia đình. Cô bé có cũng nghe lời gia đình, cũng có lén quen em một chút xíu, khoảng 3 tháng sau đó là cô ấy phải nghe lời gia đình, tại vì gia đình chu cấp cho cô ấy. Còn em thời điểm đó là đang khởi nghiệp. Còn bên kia? Dạ em cũng trải qua 2 mối tình ạ. Mối tình đầu tiên là quen hơn 4 năm. Trời ơi, 4 năm. Dạ. Cái người thứ hai của em là quen hơn 1 năm, tại vì cái người thứ hai của em là làm bên nhạc á chị. Nên ba má không thích, khi đi sớm về khuya rồi cứ ở nhà một mình hoài vậy sao, sau này mới cưới đó. Nên thôi, cái em cũng chia tay luôn. Chà, vậy anh này chắc ổn á, anh này làm kinh doanh là chắc được rồi. Nhưng mà ba mẹ em có đặt cái tiêu chí gì khi đến tham gia chương trình không? Có dặn dò gì trước không? Dạ không ạ. Chỉ cần sinh năm 91, hợp tuổi. Không, cái 91 với 87 là tự em đặt ra. Nói chung giờ em phải vượt qua hai cái ngưỡng này nè. Một là phải là 91 hoặc 87. Hai là ba má em phải chịu em mới chịu, đúng không? Rồi dạ. Ngoài ra em còn cái tiêu chí gì nữa không? Muốn để tìm bạn trai. Em thích bạn trai tự lập, không có dựa vào gia đình, có chính kiến nữa chị. Rồi. Em thích bạn trai... Anh ơi. Sao em? Anh biết làm việc nhà không anh? Anh biết chứ, tại vì anh ở một mình mà, thì anh tự làm rồi. Em chỉ biết nấu ăn thôi nha. Thì em nấu, anh rửa chén, anh lau nhà cho em được không? Vậy thôi đó hả? Thì nói chung là em cứ nấu ăn ngon, còn lại là để anh lo. Em hỏi bạn gái coi giờ em cần điều gì? Có điều gì em không thích bạn gái đi. Em không thích bạn trai nói nhiều, nói bậy. Nói chung là nói cái gì nên nói thôi chứ đừng có nói bậy quá. Em yên tâm, tại vì anh là gương mà, làm gương mẫu phải làm điều tốt, không làm điều xấu đâu. Em đừng lo. Gương mẫu cho ai? Dạ cho nhân viên, rồi cho vợ mình tương lai, cho con mình. Hay. Vậy bạn trai đặt ra cái mẫu tìm bạn gái là người như thế nào nè?
Em cũng tìm bạn gái sinh năm 91, 93, 95, vui vẻ, hòa đồng. Rồi bạn cũng khéo ăn khéo nói. Như bạn bên kia em thấy bạn đó khá là khéo ăn nói. Em cảm ơn nha. Ngoại hình, ngoại hình. Ngoại hình thì ưa nhìn là được rồi chị. Em thích cô ấy tự lập hơn. Thích cô ấy tức là sạch sẽ, gọn gàng, thơm tho. Gái nào mà không thơm. Nói gì đâu mà thiệt. Bây giờ có cái điều gì em về ngoại hình, em có cái mẫu người lý tưởng gì không? Không hô, không hói, không bụng bự. Anh có hút thuốc không anh? Không, anh không hút thuốc, anh chơi thể thao nên yên tâm. Hỏi anh có hô không? Hô, hói, bụng bự dính cái nào không? Khó hết luôn á. Hô một đống luôn, bụng bự bự chảng luôn. Để chị qua coi. Dạ. Dạ, chào chị. Cái này cũng kiểu như đang sang lắp mặt bằng rồi kia thôi ha. Nó cũng giống anh Linh, cũng chưa, nghĩa là mới cái vùng ven thôi. À, vùng ven thôi, ở xa chị. Nó cũng ấy lắm mà. Sao láng láng mà. Nó gần gần ha. Em cao bao nhiêu? Dạ, em cao 1m67 chị. Mặt mày thì sáng sủa, da dẻ rất là mịn màng. Thật trưởng phòng. Này rồi. Chắc ngồi văn phòng không, điều lính đi không quá phải không? Dạ. Dạ luôn hả? Bây giờ hơi xa chút xíu vậy mình hẹn hò sao? Nếu mà bạn đó ở xa vậy thì em sẽ cố gắng lâu lâu thì em sẽ lên thăm bạn đó, lâu lâu em sẽ nói bạn em xuống, anh dắt em đi chơi ở Sài Gòn. Lâu là bao lâu? Cô này đẹp lắm. Nói chung là một hai tuần là lên chơi 2-3 ngày. Vậy vậy. Vừa 2 tuần cái lên được chơi 2-3 ngày. Bạn này đẹp gái lắm, ráng lên đi cưng. Dạ. Yeah. Ráng lên, rồi có ghen không? Ở ghen xa vậy rồi có ghen không? Không, em nghĩ là hả, em cũng không ghen đâu. Tại vì do là mình khi mà quen á là mình phải tin tưởng và mình hãnh diện cái người mà bạn gái của mình. Được á, anh này được nha, giỏi, tuổi trẻ tài cao. À, cảm ơn chị. Được. Được em, rất là có ý chí, vậy là ngon đó. Ngon, đàn trai thì ngon á. Được rồi. Bây giờ bà đàn gái qua phỏng vấn nhiều quá, nóng mặt luôn hả? Dạ. Đến qua phỏng vấn đàn gái thì sao? Ta đẹp, ta có quyền. Thôi đừng ăn hiếp quá hả? Chứ đẹp, hiếp có quyền. Lại đẹp em. Đàn trai cũng hơi bị ngon lắm rồi nha. Đẹp trai lắm à. Về Sài Gòn được không? Dạ được. Được hả? Mà em muốn, ba má em á là nếu mà về Sài Gòn là phải cưới mới về, còn không có vô đó ở nữa. Tên lên thăm ảnh thì nhà cho đi không? Ví dụ lâu lâu về Sài Gòn chơi 2-3 ngày thì dạ, nhà cho có, đi. Có chứ, bữa giờ em về đây, về Buôn Mê mấy tháng, 3-4 tháng rồi em xuống lại 4-5 lần rồi. Tức là về được, đi lại được, không sao. Nhưng vấn đề giờ thí dụ như ba má em không đồng ý thì sao? Ba má em là sợ em khổ thôi, này đâu có cái gì đâu. Anh không có gì chứ, sao anh biết không có? Nghĩa là không có nhiều lắm á. Không có kỹ gì đâu á. Không, anh yên tâm, em sẽ thuyết phục được. Thôi được rồi, em thấy được rồi. Trai tài gái sắc đấy, được. Rồi. Anh thấy hợp lý. Nhà gái bữa nay đi có ai đi cùng không? Dạ, có hai bạn thân em ạ. Chào em, trời bạn cũng xinh quá. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào khán giả trong trường quay. Em tên là Thu Giang, là bạn thân của Ái Thi. Bạn em có ưu điểm là rất là dễ thương, năng nổ, nhiệt tình, rất là lanh, nói chuyện hơi bị nhiều. Còn nhược điểm là hơi nhõng nhẽo, còn ham chơi. Nhìn thấy anh cũng phong độ, đẹp trai, tác phong chững chạc, công việc ổn định. Em cảm thấy là hợp với bạn em. Cảm ơn em. Bạn trai có đi với ai không em? Dạ em có đi với anh đồng nghiệp. Dạ. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là Sơn, cũng là đồng nghiệp của Khoa. Thì ở ngoài thì hai anh em rất là thân như là anh em trong nhà vậy đó. Đánh giá về Khoa thì em thấy Khoa là một người sống rất nguyên tắc và có trách nhiệm, có bản lĩnh. Yeah. Còn về thì bạn nữ bên đây thì em thấy là những cái mà chia sẻ vừa rồi á, là em thấy là những cái gì mà bạn nữ đang có là cái mà Khoa đang muốn đi tìm. Cảm ơn em. Dạ. Thôi bây giờ là do hai bạn thôi. Cho đôi trẻ gặp nhau nha, cố gắng nha. Bây giờ là tuổi tác rồi là được hết rồi đó. Dạ. Cố lên. Được cái về Sài Gòn ở luôn. Chào em. Em chào anh. Anh bạn em. Em cảm ơn. Chào Ái Thi. Dạ. Em có nhớ tên anh không? Tên Khoa. Cảm ơn em. Tính ra anh cũng không cao lắm. Anh nghĩ tầm ổn. Đứng lên lại cho cô nhìn kỹ coi. Ta quyết định đi bỏ núi xuống miền xuôi là quan trọng lắm. Dạ. Quay vòng cho cổ coi. Đó, được không em? Dạ rồi ạ. Rồi. Em ở Buôn Mê Thuột đúng không? Dạ. Thì anh biết là đi cũng hơi xa nhưng mà anh nghĩ là khoảng 2 tuần một lần được không em? Dạ được. Thôi 1 tháng cũng được anh ạ, lo làm đi anh. Anh sống nguyên tắc là nguyên tắc sao vậy? Thứ nhất là anh có một cái lịch làm việc cho cá nhân mình. Ví dụ như tối 3-5-7
từ khoảng 6 giờ đến 9 giờ á là anh đi tham gia đánh tennis. Anh sẽ không, cái thời đó anh cũng không có nghe điện thoại của em. Một tuần người ta đi chơi, ta nói thứ bảy máu chảy về tim, thứ bảy ta để đi chơi bạn gái, thứ bảy đi đánh tennis, bạn gái gọi không bắt máy là cái lý do gì? Đâu có, nó có lịch chị. Anh làm bất động sản, thứ bảy đi đánh golf để làm gì? Ở đó có rất là nhiều người liên quan đến cái việc kinh doanh của anh ấy, mà bỏ thứ bảy cho ta bỏ chuyện làm ăn rất là quan trọng. À, thành ra thứ bảy nó quan trọng chỗ đó đó. Chị đúng ngày thứ bảy á, 6 giờ đến 9 giờ chị, em gọi hoài cho chị. Mà em xác định là đi đánh tennis xong là không có đi chơi với em đâu, đi nhậu cho coi. Đó, cái đó hai người tự trao đổi đi. Chị chỉ khơi ra vậy thôi, chiến tranh tụi em tự giải quyết. Đổi được không em, đổi được không? Dạ thì mình sẽ cố gắng. Ủa thay mà đổi. Anh chỉ có mê tennis thôi hả, hay mê gì nữa? Anh hả? Anh cũng đi du lịch, đi ăn vặt, rồi đi xem phim. Còn ví dụ như là hả? Xe, game, điện thoại hay là cái gì nữa đó, còn không. Nhiều thứ để mê lắm, anh có mê tennis thôi. Thì anh chỉ mê cái đó thôi. Rồi bây giờ mình hỏi cái chuyện mà thí dụ giờ mình hợp nhau hết rồi, khoảng bao lâu nữa mình có thể kết hôn được? Em thì khoảng bao lâu, theo em khoảng bao lâu? Năm sau anh mà. Năm sau hả? Tại vì em muốn vô liền. Đối với anh cái gia đình nó rất là quan trọng. Anh muốn có một cái hạnh phúc, nó chọn cưới là cái người đó anh sẽ lựa chọn đến cuối con đường. Nếu như anh có một cái quyết tâm được đi nước ngoài như quen nhau á, thì em có sẵn sàng cùng bọn để gia đình ở Việt Nam mà đi với anh không? Chưa nghĩ tới, nhưng mà em chỉ xưa giờ em ước á là chụp hình cưới ở nước ngoài. Nhưng mà nói chung là có tình yêu thì đi đâu cũng được anh à. Cảm ơn em, và đó rất là tuyệt vời. Rồi thôi bây giờ nhắm mắt lại và suy nghĩ nói gì, mời hai bạn. Nếu em là một giọt nước mắt trong đôi mắt của anh á, thì anh sẽ không bao giờ khóc. Tại vì anh không muốn em rời khỏi anh. Chính xác, cảm ơn em. Suy nghĩ thật kỹ nha. Khi các bạn đồng ý bấm nút là các bạn đã trao nhau cái duyên trên sân khấu này, trước mặt tất cả người thân, bạn bè của bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Rất nhanh. Không phải là muốn xuống thành phố là bấm đâu. Anh ấy cũng rất bản lĩnh và có cá tính đấy. Hãy nắm tay nhau đi bạn. Hãy hôn nụ hôn đầu tiên trong ngày gặp mặt này. Rồi, anh hôn em một cái nha. Dạ. Dễ thương. Cặp đôi này rất là dễ thương. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Hãy đưa bạn ấy xem phim để có một không gian thật lãng mạn, hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Gửi tặng các bạn. Rồi, cảm ơn anh, cảm ơn chương trình. Dạ. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ. Và đây quà tặng dành cho hai bạn sản phẩm của nhà tài trợ Kumagon, hết đau dạ dày tận hưởng cuộc sống. Rồi, nắm tay bạn gái đi xem phim đi. Rồi, cảm ơn anh chị. Có cảm giác vậy? Gì của cô gái nào không? Dạ chưa. Hả? Em thấy cũng lạ lạ, tại vì ba mấy tuổi mà chưa có cuộc tình nào hết. Cô ấy cười rất dễ thương. Nàng trao một nửa nụ cười mà ta mất cả một đời để quên. Như vậy chúng ta đã thành công với cặp đôi đầu tiên. Họ đã nhấn nút quý vị, như thế đã vui rồi ha. Còn bây giờ ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi mời bạn, giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và toàn bộ quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Hoài Vũ, sinh năm 1982, quê quán em ở Thành phố Hồ Chí Minh. Em là kỹ sư điện, nhưng mà hiện tại thì em đang kinh doanh về bất động sản. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, chào chú Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Thị Tuyết Mai, em 28 tuổi, quê em ở Gò Công, Tiền Giang. Mình đang làm công việc gì em? Em làm thư ký cho công ty thuốc bảo vệ thực vật. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn. Còn điểm yếu của em là em hay quên chị, cũng hay nóng tính, hay giận lắm. Nhưng mà em giận mà em cũng mau quên lắm chị. Bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của bạn là gì? Em thì hiền, ít nói. Việc nhà thì em có thể làm được tất cả công việc trong nhà, từ dọn dẹp tới điện nước, xây dựng, rồi sắt thép, em có thể làm được toàn bộ. Vậy giỏi rồi, có khuyết điểm gì không?
Em thì không có lãng mạn, với lại em không có ăn uống ở bên ngoài. Lý do là từ nhỏ thì em ăn uống ở trong nhà riết nó thành một cái thói quen. Cái này không phải là em kỹ tính nhưng mà nó thành cái thói quen. Không gì cũng tốt chứ. Dạ. Ăn uống nhà vệ sinh an toàn thực phẩm nó đảm bảo. Rồi đi đi làm là đem cơm bới cơm theo ăn luôn hả em hay sao? Dạ khi em làm ở công ty thì em có đem cơm theo chị. Đi đám tiệc rồi đi chơi du lịch từ sao? Cơm theo luôn. Khách sao thì mình phải vậy chị. Rồi bây giờ mình nói chút xíu về đường tình đi ha. Bạn trải qua mấy mối tình trên con đường đời mình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào á. Có yêu đơn phương chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Ủa? Mà bạn nói bạn sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 82 chị. Có cảm giác với cô gái nào không? Dạ chưa. Hả? Có cảm giác với anh nào không? Dạ không chị ơi. Tại vì nó cũng có nguyên nhân anh. Lúc em còn đi học thì thầy cô thì cứ kêu là cố gắng học đi con, hữu xạ tự nhiên hương. Rồi tới khi mà em đi làm thì cái môi trường của em là em là làm điện công nghiệp, thành ra là ít có con gái. Được. Rồi thứ hai là cái bản tính của em là em lại làm xong công việc hoặc giải quyết xong công việc là em chạy thẳng về nhà. Rồi. Em không có la cà ở ngoài đường. Rồi tôi hỏi bạn câu này nữa nha. Bạn có coi phim tình cảm không? Dạ có anh. Có khi nào bạn thấy trên phim hung chưa? Dạ có anh. Lúc đó thì bạn cảm giác người nó làm sao? Dạ mình cũng có cái cảm giác tim mình đập nhanh anh. Mắt mở to ra để mình quan sát. Trời ơi là trời. Đây cũng là một trường hợp rất đặc biệt. Nghe chia sẻ của bạn trai bên đó thì em có cảm nhận như thế nào? Suy nghĩ gì không? Em thấy cũng lạ lạ tại vì ba mấy tuổi mà chưa có cuộc tình nào hết. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm một người bạn trai lớn tuổi, chững chạc, công việc ổn định, không gia trưởng, biết chăm lo gia đình chị. Nghe nãy giờ thì có vẻ là được những cái tiêu chuẩn của em thì được. Nhưng mà giả tỷ mình lấy nhau về nhưng mà ảnh chưa có một cái gọi là cái kinh nghiệm gì trong chuyện yêu đương hết thì ảnh không biết làm gì hết thì em có ngại không? Không, cái đó để em chỉ ảnh. Thôi vậy được. Em có điều gì không thích ở người bạn trai không? Hói đầu. Rồi gia trưởng, rồi nhậu nhẹt, bê tha á chị. Em có nhậu không? Em có biệt danh là thầy tu á chị ơi. Là do em không có tứ đổ tường. Thấy cũng hơi ngộ rồi đó. Chúc nghe. Chúc cô này kiểm tra coi sao. Ôi trời em gái xinh quá. Anh đến hiền lắm. Nhưng nãy giờ nghe nói có vẻ anh không thích con gái luôn á. Hy vọng rằng mở màn lên anh thích em thì thấy là tụi anh vui rồi. Giờ hồi hộp không? Hồi hộp, chờ đợi. Anh không thấy anh hồi hộp gì chứ. Anh bị đâu? Nãy giờ anh ngồi anh im ru à. Dạ. Không mà em dễ thương đó, anh tính rằng anh sẽ nhìn em, anh sẽ có bản lĩnh đàn ông hơn. Không, tôi nghi ngờ ông này quá à. Tôi lo quá. Dạ, chào chị. Đó. Đó giờ em có thấy người phụ nữ nào xinh đẹp chưa? Dạ có chị. Ai? Dạ trước mặt em. Được. Được. Cũng lanh lẹ mà, đâu có hiền gì đâu. Sức khỏe anh trong người, tim gan phèo phổi tốt hết không? Dạ em đều tốt hết chị. Có thể hít đất được vài cái không? Dạ được chục cái chị. Làm thử đi. Dạ. Không phải làm khó anh đâu. Ai biểu anh có cảm xúc. Chất lượng. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngon lành. Ngon lành. Kỳ lạ thế vậy mà không có cô nào cua anh hết trơn người ta. Có cô gái nào cua anh không? Dạ nhiều lắm anh. Nhiều hả? Không có cảm xúc luôn hả? Ở xóm em thì nhắn tin vô điện thoại em. Nhắn sao? Anh có thể làm bạn làm quen với em được không? Rồi trả lời sao? Dạ em vui lắm anh. Nhưng mà kèm theo cái câu cuối cùng của cổ là nếu mà anh mà không có trả lời đó là em tối nay mình ném đá vô nhà anh. Hả? Cuối cùng anh có trả lời không? Con này cá tính quá nên em cũng sợ. Mình không biết kiểm tra anh cái gì. Nãy giờ kiểm tra hết rồi, nói chung là an toàn. Anh không có bị cái gì mà tại sao lại vậy? Mẫu người lý tưởng của anh muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Bạn gái là phụ nữ truyền thống chút chị. Cao trên 1m6, dễ thương một chút. Rồi dáng thì gầy, gầy một chút này. Có mẫu người lý tưởng có do hình tượng giống ai không? Dạ mẹ em thì là hình tượng của em. À vậy hả? Dạ. Trời ơi, mình cũng không biết chê chỗ nào, tại chỗ nào cũng được hết trơn. Thiệt, anh này được quá đi chứ. Bởi vì tôi mới không biết là tim gan phèo phổi có bộ phận nào lục phủ ngũ tạng mà nó không ổn định, ảnh hưởng đến cái vấn đề cái xúc giác của cái dây thần kinh gọi là. Trời ơi, làm gì vậy trời? Thì tôi lo lắng quá. Bảo đảm rồi đó. Nào giờ có nắm tay bạn gái nào chưa? Có bạn gái thì chủ động nắm tay em thì có. Rồi lúc bạn gái nắm tay mình trong người mình cảm thấy sao? Cũng hồi hộp lắm chị, cũng vui. Mạnh mẽ lên nha. Không, nhiều khi chắc anh nhát thôi. Nha. Dạ.
Rồi thôi chuẩn me rồi đó, yên tâm đi được rồi. Yên tâm sao được, tới mặt bả nào hoang mang muốn chết luôn mà kêu yên tâm trời. Không có dính vô một cái điểm nào của em chê hết. Đó là bên ngoài, bên trong chị không biết. Thôi bây giờ mình gặp người thân coi họ góp ý thế nào nha. Em gái đi với ai? Dạ em đi với bạn, nhà anh trai em. Anh ruột hả em? Trai hả? Dạ anh họ. Anh họ. Dạ chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Bạn nam có thể cho mình hỏi vài câu hả? Dạ. Sở thích của bạn là gì bạn trai? Tại vì cái khoảng thời gian mà mình đi làm rồi mình về nhà rồi những cái khác, ví dụ như những thời gian khác với mình chơi game hay là xem phim, rồi khi về nhà mình làm cái gì hả? Em thì ở nhà em nuôi chó, mèo, cá, rồi em chăm sóc con hoa lan. Rảnh thì em sẽ tập thể thao. Bạn chơi được nhiều môn thể thao không? Em chơi được cũng nhiều anh. Chơi em có học võ, bơi lội, bóng chuyền. Có chơi banh đũa không? Dạ không. 36 tuổi rồi ha, nhưng mà bạn chưa có một cái mối tình nào hết. Không biết là bạn chờ đợi cái mẫu người con gái, không biết bạn có lý tưởng quá cái người con gái mà mình sẽ quen hay không. Tại vì cái này cũng môi trường, em cũng chưa có tiếp xúc được nhiều cô gái. Với lại khi em tiếp xúc thì những cô gái nó tính cách quá mạnh mẽ. Ví dụ như đòi chọi đá vô nhà em thì em sợ rồi. Rồi ha, vì nhận xét cái bạn này thì bạn này mà rõ ràng là trẻ hơn so với cái độ tuổi rất là nhiều ha, rất là hiền. Thấy là bạn cũng có nhiều cái ưu điểm hơn ha, xong mà cũng thấy bạn sẽ hơi kỹ tính đó ha, có thể là sẽ hơi khó một chút ha. Sau một hồi anh chất vấn, anh đưa ra một cái kết luận chính xác. Bạn trai, dạ, em có đi em, ai không? Em đi ba thế hệ luôn chị ơi. Có mẹ với chị với cháu. Dạ, xin chào chú Huyền Linh, xin chào cô Cát Tường. Dạ. Tôi thì mẹ của cháu Hoài Vũ. Cháu ở với tôi từ bé tới giờ, không có ở bên cạnh cha. Tôi thì cũng nghiêm khắc. Bạn bè của tôi thì cũng dẫn con tới, nhưng mà cháu nó chưa có hợp ý. Mà anh khó lắm hả cô? Cháu nó thích cái mẫu người phụ nữ là truyền thống. Còn dạ, các cô thì có xăm mình đó. Dạ. Với lại nhuộm tóc đồ nhiều màu đó, hai ba màu đó. Theo cảm nhận cô thì cô bên kia có hợp cô đi. Nhận xét cô bạn gái bên tôi này nhận xét thì cô gái này cũng rất là dễ thương. Dạ. Nhưng chỉ mong là hai đứa có hợp tính hợp ý với nhau không, do hai đứa quyết định. Dạ. Dạ. Vậy chứ là anh thu ảnh thôi chứ cô không có đặt cái áp lực cho ảnh hết. Không có áp lực gì hết. Dạ. Dạ. Con gái tới nhà ở cả ngày theo chọc ghẹo nó cũng nói ăn gì nó hiền lắm. Mà ghẹo nó quá nó sợ, đừng ghẹo nó thì nó ít sợ, ghẹo nó quá nó sợ nó trốn lên lầu luôn. Trời ơi. Cảm ơn cô. Thôi bây giờ quan trọng là mở màn lên xem hai bên có cảm xúc gì với nhau hay không. Kéo màn. Cố lên, nắm bắt cơ hội của mình nha. Xin mời. Chưa Phan. Thấy anh sao? Tướng cao ráo ha. Hồi hộp không em? Dạ hồi hộp. Hồi hộp được rồi đó. Có hồi hộp được, em tưởng từ cô gái bên kia như ông thế nào? Ông đã thiếu nam tính rồi mà anh còn làm giống như cô là dễ thương. Dễ thương hả? Dạ đẹp. Đẹp thiệt mà, dễ thương thiệt mà. Nào. Dạ. Anh có muốn quà không phải? Nếu em với anh mà có duyên nợ nhau, anh sẽ chính tay anh sẽ chế tác thành mặt dây chuyền để tặng em. Dạ cảm ơn. Tức cái đó là cái gì? Cái đó là cái gì? Dạ đây là một viên đá quý. À bây giờ tặng cái viên đá thôi. Dạ. Còn thành nhé với nhau thì mới làm tặng sợi dây chuyền. Dạ. Em nhận xét về anh như thế nào? Anh có đủ những cái tiêu chí như em đặt ra hay không? Em thấy anh rất là trẻ. Trẻ so với tuổi. Anh thấy anh cũng hiền. Thì tình yêu thì phải hai người cùng bước, cùng nắm tay nhau đi qua bão giông, cùng thương nhau những ngày sóng gió, cùng ở cạnh nhau khi bất đồng gõ cửa và không rời nhau đến cuối con đường. Trời ơi dữ chứ bộ. Cũng nghiên cứu về tình yêu giống với bộ, đừng giỡn à. Em thì cũng nghĩ vậy, nhưng mà anh có nghĩ là nếu mà gặp những cái khó khăn á thì anh sẽ giải quyết như thế nào? Chuyện khó khăn thì anh sẽ giải quyết nó từ từ. Tất cả những công việc đều có cái hướng để mà giải quyết hết. Thì mình sẽ hôm nay mình không làm được thì ngày mai mình sẽ làm. Mà nếu mà mình có một người bạn thì mình có thể mình chia sẻ với họ, sẽ giảm bớt được cái áp lực của công việc. Em nghĩ là anh có một cái quan niệm về tình yêu rất là vững, nhưng mà tại sao mà anh không tìm được một người mình nghĩ? Có lẽ là cái tính cách của anh không giống như người khác. Anh thì anh giải quyết xong công việc là anh chạy thẳng về nhà. Anh không có giao du với lại bạn bè, hoặc là ra quán cà phê, hoặc là ăn nhậu chẳng hạn. Anh không có những chuyện đó. Thành ra là anh ít có tiếp xúc với lại đối tượng. Em thì thích
bạn bè cuối tuần nữa, họp mặt lại rồi cà phê gì đó, thì anh có sẵn sàng thay đổi không? Anh cũng có thể anh thay đổi. Rồi, ok, cảm ơn. Em thích cái cuộc sống mà nó sôi động không? Hay là em thích cái cuộc sống mà nó êm ả, nó nhẹ nhàng? À, em thích cuộc sống êm ả hơn anh. Em thích. Nếu mà chọn giữa gia đình với lại sự nghiệp và công việc thì em sẽ chọn cái nào? À, em sẽ về gia đình hơn. Ví dụ như em có mâu thuẫn với lại gia đình của nhà trai, bạn trai của em, mà cái lý do đó thì em đúng, vậy thì em sẽ xử lý tình huống như thế nào? Cái đó thì em sẽ nói chuyện với anh để trao đổi với anh và để cho khi nào mà có cơ hội để anh giải thích với gia đình. Rồi, cảm ơn em. Được chưa? Dạ được. Thỏa mãn chưa em? Dạ thỏa mãn rồi. Em cảm giác người gái đối diện như thế nào? Cô ấy cười rất dễ thương anh. Nàng trao một nửa nụ cười mà ta mất cả một đời để quên. Trời. Mở miệng câu nào ra cũng toàn thơ với văn không à. Hồi nãy giờ hoàn toàn mà nghe lời nói với những hành động từ đó giờ nó đi ngược với những gì em nói ra hết trơn luôn á. Không nhận nó nha, ước mấy chục năm nay á là đọc không à, để sẵn rồi, một bụng rồi à. Đúng đối tượng rồi bắt đầu mới tuôn ra. Không biết làm thơ không? Thơ tình không? Dạ không anh. Biết hát không? Dạ không anh. Chứ mấy câu hồi nãy là ở đâu ra? Em đọc trên mạng đi. Có câu nào hay hơn, tình cảm hơn, ước ác hơn, ngôn tình hơn không? Cái câu này của anh. Anh thì không phải là người lãng mạn. Anh cũng không có đem tới cho em hoa hồng với kẹo ngọt. Mà anh cũng không có những mỹ từ làm cho em say đắm. Nhưng anh tin rằng anh là người sẽ mang đến hạnh phúc cho em. Câu này của em đúng không? Dạ. Em nghĩ là đủ rồi đó anh Linh. Hoài Vũ để tay vào nút bấm đi nào. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Wow. Thế là được rồi. Đây, cái hộp của bạn. Thôi, chúc hai bạn sẽ sớm có được một nửa yêu thương của mình. Và hy vọng rằng cô sẽ báo tin chúng tôi thật sớm. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Hãy đến đó xem phim. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của Áo Cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Và đây, tặng cho hai bạn sản phẩm của nhà tài trợ Kumagon, hết đau dạ dày tận hưởng cuộc sống. Đi, cái này để nhấn nút đi anh. Rồi anh hôn một cái rồi nhấn nút sau. Tại đây không phải Paris cho nên thôi anh thực giàu hai một cái. Cát Tường xin chào đón quý vị đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Cảm ơn nhãn hàng son Eureka, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Thì chúng ta hãy trải nghiệm chương trình hẹn hò ngày hôm nay với một cặp đôi. Wow, một bạn trai rất là cao ráo, chưa biết mặt ra sao ha. Hơi tò mò một xíu. Tường sẽ ra ngoài và đưa ngay bạn gái vào để chúng ta bắt đầu câu chuyện. Rồi, mời em. Rồi, vô ghế luôn. Mời hai bạn mở mặt nạ ra luôn. Ôi, em chào chị. Ơi, chào em. Khỏe không em? Em khỏe. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trò chuyện nha. Ê, bây giờ em giới thiệu về bản thân mình nè, em tên gì nè? Em chào chị Cát Tường, chào bạn gái bên kia và chào toàn thể mọi người đều xem. Tên em là Ngô Văn Bắc, quê em ở ngoài Bắc. Và thứ hai nữa là bố mẹ sợ em bị lạc ở trong Nam nên đặt em tên là Bắc. À, để cho tao biết mình ở Bắc. Vâng, nếu mà có lạc thì mọi người dẫn em về Bắc. Năm nay em 29 tuổi, nói chung là ế lắm rồi, bố mẹ dục lắm rồi. À, bây giờ vào đây làm việc hay sao bác? Vâng, em vào đây em làm việc. Rồi, đang làm công việc gì ở đâu? Em làm nhân viên thu thập thông tin. Và... thu thập thông tin là để làm gì? Thu thập thông tin của ai? Của quán tạp hóa chẳng hạn. Để em bọn em vào đếm số lượng hàng tồn và thu thập những cái thông tin đấy và cho công ty. À, nghe thu thập thông tin hết hồn. Tôi nhiều thông tin mật lắm, đừng thông thật thu thập thông tin của tôi nha. Là sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 91. Ế lắm rồi. Ế nóng rồi. Rồi, mời em gái giới thiệu.
Em tên là Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1991. Em đến từ Nghệ An và em là kỹ sư kinh tế xây dựng. Trời, sao cái nghề nghe men quá vậy cưng? Một cô gái dễ thương như thế này mà làm cái nghề nghe cái tên nặng quá ha, hot quá ha, được. Nhưng mà cái trường em học á, rồi cái ngành nghề em học là chị thấy cái đó là đàn ông không à, sao em ế? Chắc tại nhiều quá nên không biết làm. Loạn luôn phải không? Ví dụ chọn một hai món còn biết ăn, còn nhiều quá hết biết ăn gì luôn. Đúng không? Chắc là cũng có nhiều chàng trai đeo đuổi lắm phải không? Cũng có, không nhiều lắm đâu ạ. Trong cái môi trường em làm có nhiều nữ không? Cũng ít thôi ạ. Có phòng kế toán là nhiều thôi, còn lại là nam chủ yếu. Điểm mạnh của điểm yếu của em là cái gì? Điểm mạnh của em nghĩ là em có tính tự lập, còn điểm yếu thì em hơi nóng tính, hơi lì ạ. Điểm mạnh điểm yếu là cái gì? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, tự chăm sóc cho bản thân. Điểm yếu là hay quên. Lúc rảnh rỗi thì em thường hay làm gì? Sở thích của em? Em hay xem phim hành động, phim hài. Lúc rảnh rỗi thì em hay làm gì? Em đọc sách, đi tập gym, xem phim. Vâng. Tôi tức quá, sao cô này ế được ta? Cũng giao du ra bên ngoài, tại sao ế gì? Tình trường em như thế nào? Em đã trải qua hai mối tình, dài nhất là 4 năm, chia tay cũng được 3 năm. Sau đấy chưa có quen ai tiếp. Tại sao quen 4 năm rồi mà phải chia tay? Chắc tại quen lâu quá, thành xong nó xảy ra nhiều mâu thuẫn. Giờ đợt này nếu mà quen chọn được, tìm mà đúng người thì em nghĩ bao lâu nữa em sẽ kết hôn? Em nghĩ từ khoảng 1 năm ạ. Sổ số liền dùm cho chị, được không được, biết đường còn tính. Bây giờ không còn nhiều thời gian để quen lâu nữa. Còn em, khi nào em tiến tới hôn nhân được? Ngày mốt được. Ngày mốt được hả? Rồi, thế tình trường mình như thế nào? Mọi người giới thiệu em nhiều lắm. Khoảng tầm vài tháng hoặc một năm là họ đi lấy chồng hết rồi. Sao kỳ á? Em cũng không biết, duyên em đến hầu như để cho mọi người lấy chồng. Không có một mối tình nào sâu đậm hết hả? Có một mối tình sâu đậm. Quen được bao lâu? Quen được mấy tháng. Thế sao chia tay? Do cô ấy đang đi học, đang là sinh viên. Còn sao, có vấn đề gì đâu? Em là muốn lập gia đình à, và cô ấy là sinh viên, chưa muốn. Em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em đơn giản lắm, cao 1m55 trở lên là được. Dễ thương một chút, không quan trọng là cô ấy công việc ổn định. Bây giờ cũng không biết là ổn định như thế nào. Thích người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính hay là dịu dàng, thùy mị, nết na? Nếu cả hai thì được, tốt quá. Cả truyền thống và hiện đại. Lúc ví dụ đi tiệc hoặc đi ấy thì hiện đại thì tốt quá, ở nhà thì lên truyền thống. Ít khôn quá hả? Dạ. Về ngoại hình? Ngoại hình thì mặt mũi tóc tai. Mũi tóc tai không quan trọng. Cái gì to? Người to thì phải nói rõ. Người to thì ôm không sao đấy. Tóc thì nếu mà hiện đại thì vừa tóc tém. Thích tóc tém? Dạ. Tóc tém là được rồi. Rồi, mời em gái, em thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Tinh tế một chút, biết quan tâm, chăm sóc, có chiều sâu, thông minh, kiểu vậy. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Gia trưởng ạ, vì em nghĩ là em kiểu hiện đại cho nên em nghĩ em không sống được với người gia trưởng. Nóng tính, kiểu vũ phu ấy ạ. Thời này mà còn mấy vũ phu bắt nhốt hết cho chị. Nói nhiều mà kiểu nói linh tinh á. Nói nhiều mà vô duyên. Nói hài hước thì nói không sao, còn nói vô duyên thì không thích. Là ba hoa khoác lác. Về ngoại hình dễ nhìn là được, cao hơn em. Đương nhiên là cao hơn em rồi. Cao, bây giờ dễ nhìn là sao? Chị không hiểu cái từ dễ nhìn. Dễ nhìn lắm á, nhìn đi. Đây, dễ nhìn luôn, nhìn đi. Ba cô, bốn cô, hướng về ống kính chọn một cô. Cô nào? Năm cô. Thích cô nào chỉ đi. Anh nào? Em có đeo kính không em? Ủa, hình đi, có đeo kính hả? Có đeo kính gì đây rồi. Anh nào? Đây đúng không? Tại sao chọn anh đó? Thì thấy bảo cao giáo. Là chọn theo cái suy luận phải không? Ra chưa? Cô nào? Đây ạ, cô này ạ. Sao chọn cô đó? Thấy dễ thương không? Rồi ráng cầm đi coi thương không. Rồi, và bây giờ xin mời hai bạn hãy nhìn về cửa trái tim ha. Mời hai bạn. 1 2 3. Đúng không? Ôi, em? Ôi đúng. Ôi đúng, mừng quá. Có đúng không ta? Không biết nữa, chị không biết luôn á, hỏi ảnh coi chứ chị không biết luôn á. Đây đúng không anh không ạ? Toàn. Sao ốm quá vậy? Tại lúc đấy em mới đi lính dài lên người nó đen và ốm. Cái hình nó cách đây bao lâu rồi? 4 năm rồi. 4 năm rồi, sao bây giờ tàn tạ dữ vậy? Em cũng không biết, tại em chăm sóc tốt quá. Ôi, tặng quà kìa. Tặng em món này, tay anh tự làm. Và cái này thì không phải anh làm mà tiệm làm hộ anh. Cái đó cái gì vậy em? Dạ, cái đấy là kỷ niệm em trong lính, bọn em cũng từng làm. Hai trái tim lồng ghép vào nhau ha. Tối ngủ ghim đèn vậy này làm đèn ngủ được á em. Mà nó có chớp chớp không? Có. Vậy là mất ngủ đó em, nhớ về ảnh.
nửa đêm chớp chớp. Tặng anh cái cây đặt chỗ làm việc. Rồi, cảm ơn. Cây có ý nghĩa gì không em? Trời sao trùng hợp dữ vậy? Sao bên đây cũng tặng trái tim, bên đây cũng tặng trái tim ta? Chắc là cùng chung một hướng rồi. Phải không? Khi mở cửa trái tim này ra thì cảm xúc đầu tiên của em là gì? Thì anh cũng dễ nhìn. Em rất hồi hộp. Hồi hộp? Sao hồi hộp? Em chọn chọn quà. Chọn chuẩn cái hình đó hả? Ok. Rồi, thôi bây giờ mời hai bạn sẽ có một cái không gian riêng trò chuyện với nhau một xíu, 5 phút thôi thì Tường sẽ quay lại nha. Tranh thủ cái gì mà nó hỏi được là hỏi liền nha. Mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Hoàng Yến. Tường mời hai bạn thưởng thức món sườn heo Kevin, rau củ nướng và bánh cùng với trái cây của nhà hàng Hoàng Yến ha. Rồi món ăn sườn heo Kevin này rất là lôi cuốn nè. Sườn Kevin rất là thơm bởi vì đậm đà nè và thơm ngon nè. Thưởng thức nha mà đừng quên trò chuyện với nhau ha. 5 phút thôi Tường quay lại nha, tranh thủ nha. Rồi ít thế chị. Cố lên. 10 phút đi. Dẫn về nhà đi rồi tâm sự nhiều. Rồi mời em ăn, mời chị Tường ăn ạ. Em là tham ăn nhất đấy. Trước là lính ạ. Trước mình đi lính. Bây giờ? Bây giờ là hết lính rồi. Giờ cậu ở bên Gò Vấp là ở khu đoạn nào? Chỗ Dương Quảng Hàm. Rồi biết. Đang sống ở đâu ạ? Ở gần khu công nghiệp Hiệp Thành, Hóc Môn. Nếu mà có hay chịu khó đi chùa không? Lúc nào có tâm sự thì cũng có đi. Mời em ăn nhé, thưởng thức đi em xem có mùi vị có ngon không? Em là thường hay ăn cơm ở công ty hay là nấu ở nhà? Em lúc thì nấu, lúc thì em đi ăn ngoài. Anh thì 90% nấu ở nhà. Dân lính đúng không ạ? Lịch bên anh thì không được cụ thể lắm, nhưng mà thường thường cũng được nghỉ chủ nhật. Chắc là anh đi lính nghĩa vụ hay sao ạ? Anh đi lính nghĩa vụ. Anh ngoài Bắc là tỉnh nào? Nãy em không nghe rõ lắm. Anh là tỉnh ở tỉnh Bắc Giang. Bao giờ cũng có từ Bắc. Tính anh thì thường thường là mới quen thì cũng ít nói chuyện lắm. Nhưng mà ví dụ quen rồi mà hợp thì lại thành nhây. Nhây như nào anh? Cũng không, bây giờ mô tả cũng hơi khó. Nếu quen rồi thì chúng ta sẽ biết. Em gặp người lạ em cũng... Tại không có chủ đề chung cho nên cũng không biết nói gì. Chọn, giống nhau. Anh có thích đi du lịch không? Chắc chắn là ai cũng thích cái đấy. Thích nhưng mà có cố gắng để thực hiện không chứ? Có, nếu mà có gì. Bởi vì hiện tại thì chưa có ai thì cùng. Em đi được nhiều nơi chưa? Em đi trong nước thì cũng nhiều rồi. Còn nước ngoài thì mới đi có một nước. 7 phút luôn rồi. Ưu tiên cho em, tặng em thêm 2 phút nữa luôn rồi. Nhà tâm sự được nhiều chưa? Em được chút chút rồi ạ. Nãy giờ lâu gì mà còn chút chút nữa. Tính em e thẹn chị. Em thằng nhìn thấy bạn gái như thế nào? Có đúng gu em không? Rất dễ thương. Vậy bạn gái có hơi men quá không? Theo ý tưởng tượng của em, tóc tém. Thích tóc tém hả? Thích những gã năng động. Thích nhưng năng mà động. Bạn gái làm trong môi trường toàn trai không à? Chưa để ý anh nào, có khi nào không thích con trai không? Cái này về dài kiểm tra. Em hỏi thử coi. Em có thích con trai không? Tất nhiên là em thích rồi, tất nhiên là em thích rồi. Đấy, chắc rồi. Ủa em tin người vậy luôn hả? Ta nói vậy là em tin luôn hả? Tính em tin mà. Em dễ tin người nhất. Em không thích con trai thì hôm nay em nhờ chương trình kết bạn gái xem rồi. Chúng ta về Tường có những câu hỏi của chương trình. Mời hai bạn bóc một lá bài đọc lớn lên cái yêu cầu trong này. Rồi mình sẽ cùng nhau thực hiện cho nó vui. Bạn hãy chọn thực hiện một trong hai điều sau. Một, thụt dầu 20 cái. Hai, xin phép hôn má đối phương. Ôi thế đơn giản quá, xin phép hôn má đối phương. Mà xin mà bởi vì ta biết ta cho không? Làm đi cho. Cái này là em yêu cầu bạn nam làm á? Đúng rồi. Ủa nhưng mà em muốn thụt dầu hả? Thôi em cho anh xin. Không đâu có đâu xin đơn giản được em. Mình phải xin phải làm sao chứ. Đi qua phải quỳ lụy đồ, năn nỉ đồ chứ đâu mà gì ai kiếm gì vậy? Kiếm đường tẩu thoát hả? Em kiếm bó hoa. Bó hoa của em đâu rồi? Bó hoa của em đâu rồi? Chứ thấy khả năng thục vào 20 cái cũng khá cao á. Bằng lòng làm bạn gái anh nhỉ? Trời ơi. Ê mà cái này người ta xin hôn á chứ không phải làm bạn gái. Cái này để nhấn nút đi anh. Cho anh hôn một cái rồi nhấn nút sau. Cho anh hôn một cái rồi nhấn nút sau. Tại đây không phải Paris cho nên thôi anh thụt dầu 20 cái đi. Chống đại ạ. Cố gắng lên em. Thụt dầu ạ. Thụt dầu là gì ạ? Anh cầm này này, đứng lên ngồi xuống. Căng.
Ủa rồi thôi, nhưng bỏ mà không sao, không bỏ sao cuộc, không năn nỉ nữa em hả? Không bỏ cuộc, em đi lính rồi mà em bỏ cuộc có mà à, ý là không bỏ cuộc, không năn nỉ xin hôn nữa hả? Không thôi, em không hôn nữa mà em chịu khó theo bạn gái để chứng minh mình là khỏe mạnh đúng không? À, đi lính rồi mà lo gì, 20 cái. Ủa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 số đẹp luôn, số đẹp rồi. Người ta chỉ yêu cầu thục dầu đứng lên ngồi xuống thôi. Em còn bonus thêm nhảy 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 cóc nữa. Sức khỏe dẻo dài. Lính xa mà. Ý của em hơi nhỏ. Ồ, mà công nhận hơi thở không bị dồn dập luôn. Đi bộ đội mấy năm cho nên là mấy cái này đơn giản đúng không anh? Anh chủ yếu chống đẩy thôi. Nói ra điểm bạn thích nhất và không thích nhất ở đối phương. Khó. Trời ơi, chứ người ta bắt ta thục dầu bà cũng ác lắm, không cho người ta hung, hả cưng ha? À. Thích thì chiều cao ạ. Hợp lý. Không thích nhất. Nói thật lòng nha, ở đây là phải nghiêm túc. Nói lời thật lòng khó nói. Mà cũng không có gì mà không thích lắm. Thì vậy thì cái gì là cái không thích nhất ở cái ngày gặp đầu tiên này? Thấy tay anh sao có mực á? Anh lúc đấy à, mà... Cũng soi kỹ quá ha. Cái này đang soi bẩn đấy chị. Thì đó, soi tiếp đi em. Cái gì không thích? À, đôi mắt. Lý do đôi mắt sao không thích? Mắt này ti hí mắt lương phải không? À, người ta nói mắt lương ăn lường ở gạt. Chết cha, chắc tôi bị ném đá quá. Chị nói đùa thôi. Mắt rất dễ thương. Em cũng đâu biết giận chị. Đúng rồi, đâu có giận người vậy, đâu có giận, đâu bỏ bụng làm gì ha. Để bụng chửi chị lép nhép cho vui thôi ha. Một cơ hội cuối cùng cho em nè, vừa mới chê em phải không? Cho em lên lại nè, hát một bài hát tặng bạn gái trước khi bấm nút. Qua chương trình thì muốn tặng em một lời bài hát. Hát này lại hát chế. Mắt cười duyên mà. Cười mém không thấy tủ quốc luôn. Bằng lòng đi em về với quê anh. Một cánh đồng xanh thủ. Ủa, một cù lao xanh chứ vậy. Ghé lời luôn hả? À. Bằng lòng anh xin thưa má thưa ba. Mình ngồi bên nhau trò chuyện đêm thâu. Bằng lòng anh xin thưa má thưa ba. Mình ngồi bên nhau cùng dắt nhau về. Rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Chàng trai rất dễ thương, sống với bạn này là không có sợ buồn đâu. Duyên đấy. Cặp mắt hí cho nhìn đời thấy rõ lắm đó. Sau 3 tiếng đến với chị Tường, đồng ý bấm nút thì nhấn mạnh, không đồng ý lấy tay ra. Mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3 Một người tôi đếm mới có 2 thì bấm nút. Một người đếm 3 xong rồi 8 tháng sau mới bấm nút. Lý do sao bấm chậm vậy em? Phải suy nghĩ. Rồi sao em bấm nhanh vậy? Chưa đếm tới 3 mà phạm luật rồi. Dạ cái nút thì lỗi, em thử nút trước. Lần này thì nắm tay đàng hoàng nè. Và lần này hãy xin bạn gái hôn một nụ hôn lên để mà kỷ niệm ngày đầu tiên mình gặp nhau trong chương trình Hẹn Trưa. Bây giờ không phải là chơi game show nữa mà bên đây là thật sự một nụ hôn để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Qua chương trình thì con muốn xin phép hai bác ở nhà gái cho con hôn em một nụ hôn. Hai bác thì đúng. Hai bác cho mà em nó chưa cho. Để tặng em một món quà của chương trình để làm đẹp. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son ly không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Để tặng hai bạn chiếc vé xem phim của rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Chúc mừng hai bạn đã trở thành một cặp đôi. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay thì Cát Tường đã thành công và mai mối cho cặp đôi này rồi. Họ cũng rất là xứng đôi ha, trai tài gái sắc, và hy vọng họ sẽ sớm báo tin vui cho chương trình. Và bây giờ thì Cát Tường xin chào tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa nhé. 8 giờ sáng thứ ba thứ năm trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Chào đón hai chàng trai của chương trình. Wow.
đón mừng hai cô gái thật là xinh đẹp bên nhà gái. Xin mời. Wow. Dễ thương cực kỳ luôn. Ở dưới thì chúng tôi đã thấy có quan viên hai họ, họ nhà trai và họ nhà gái, cùng quý vị khán giả hôm nay ai cũng rất là xinh tươi và hào hứng, giống như là ông mai bà mối vậy đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần giới thiệu bản thân. Mời bạn trai ngồi ở ghế màu xanh, mời em giới thiệu về bản thân mình. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt. Chào khán giả trong trường quay. Em tên là Dương Chiến, năm nay 29 tuổi, hiện là hướng dẫn viên du lịch và MC tự do. Điểm mạnh và điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh thì em có một giọng nói khá là trầm ấm, thỏ thẻ bên tai người con gái thì tuyệt vời. Wow. Trời ơi. Còn điểm yếu chắc do tính chất công việc của em thường xuyên đi xa nhà. Thì sau đợt dịch vừa rồi thì ngành du lịch nó có nhiều biến động, cho nên thì em phải học thêm 3 khóa MC, đó là MC tiệc cưới, MC sự kiện và MC song ngữ. Vừa đi học cũng vừa đi làm luôn đúng không? Dạ. Hay là học xong rồi? Dạ em học xong rồi, hiện tại em làm song song hướng dẫn viên du lịch và MC tự do. Những thời gian rảnh rỗi thì em sẽ làm gì? Có sở thích đam mê gì không? Dạ em có một cái sở thích nữa, đó là sáng tác thơ. Và may mắn thì em đã giành được 3 giải tác giả trẻ. Trời, ghê vậy? Trời ạ. Wow, rồi. Một chút xíu nữa khi có bạn gái thì chị sẽ mời em đọc một bài thơ nào đó do em sáng tác nha. Ngoài sáng tác thơ thì em có khả năng nữa, đó là em lồng tiếng phim, giả giọng. Giả giọng. Bây giờ em giả giọng ai, em làm một cái chị coi coi giờ em giả giọng ai nè. Bây làm giờ luôn. Em giả 3 giọng nha. Rồi. Rồi. Quý An Lạc. Ai cho nàng giàu đây? Lý Ngọc, Lý Ngọc. Tình cổ đồ tài Lý Ngọc dám tùy tiện cho nàng giàu đây. Còn nữa, nàng ăn mặc kiểu gì chẳng ra thể thống gì. Quan hoàng thượng tha mạng, nô tài biết lỗi. Xin quan thượng khai ơn. Người An Lạc, cả đời này ta bảo vệ nàng đủ rồi. Nếu có kiếp sau, đổi lại nàng bảo vệ ta được không? Nàng bảo vệ ta được. Dễ thương, được. Cười nhìn chị thôi chứ nhìn bạn này là tôi nghi ngờ lắm á. Được vậy đâu. Đó là một số những thông tin của bạn Dương Chiến ha. Sinh năm 94, quê ở đâu cưng? Dạ quê em ở Kiên Giang. Kiên Giang, lên thành phố được bao lâu rồi? À, em lên thành phố thì 3-4 năm, vừa 4 năm. Tại vì em... Rồi ổng lên mấy năm mà ổng cũng không nhớ nữa. Em lên 3 năm, rồi sau đó thì ngay đợt dịch thì em phải trở về quê. Rồi mời cô gái ghế xanh bên kia. Dạ ghế xanh, em giới thiệu về mình đi nè. Dạ em xin chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Thị Minh Anh. Năm nay em 21 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Chị quê quán em ở đâu? Dạ quê em ở thành phố luôn. Vậy dạ. Hả? Em quê đang... hiện tại? Dạ công việc của em là nhân viên tài chính. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Dạ điểm yếu của em là em hơi ngại giao tiếp. Còn điểm mạnh của em là em biết lắng nghe, quan sát, với biết nấu ăn nữa. Những món ăn thử trường của em? Dạ món gà. Dạ món gà. Gà luộc hả? Gà nào em cũng biết làm á. Em thấy bạn Chiến bên đó lồng tiếng hay không? Dạ hay ạ. Hay hả? Dạ. Những rảnh rỗi em làm gì nè? Dạ thường thì em sẽ đi du lịch. Bên kia người ta cũng hướng dẫn viên du lịch đó. Dạ. Đi đảo đồ hả? Đi Đà Lạt, Vũng Tàu đồ. Với lại em thích nghe nhạc. Với xem phim luôn. Nghe nhạc xem phim luôn. Dạ. Mời em trai ở ghế màu đỏ. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và anh Hướng chào cùng toàn thể khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Hưng, Trần Quang Hưng. Trần Quang Hưng. Em sinh ra lớn lên ở được Phú Thọ. Nghe nó lớn lên 24 tuổi. Bên kia mới nghe được. 24 là sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 1998 ạ. 1998. Công việc hiện tại của em đang làm điều phối vận tải. Cụ thể là làm gì nè? Là em ngồi ở văn phòng hay là ngồi em văn phòng điều công? Em sẽ chở hàng của công ty á hả? Dạ và làm việc với khách hàng. Bên nhà cung cấp. Ở quận mấy? Em ở Thủ Đức ạ. Vậy là vào đây được bao nhiêu năm rồi? Em vào đây được 2 năm. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì Hưng? Điểm mạnh của em là kiên trì trong công việc. Điểm yếu của em thì là ít nói, trầm tính. Có vậy thôi. Có vậy thôi? Dạ. Lúc rảnh rỗi thì em làm gì? Lúc rảnh rỗi thì em nghe nhạc, xem phim. Thể loại phim mà em thích xem? Phim tình cảm. Em có qua xem vui với chị cũng thích. nó ít nói mà nó cười không à. Nãy bên đây nói cũng cười, bên đây nói cũng cười. Thằng bé dễ thương, tươi lên. Nói chuyện lớn lên nha, hôm nay có bạn gái nha. Dạ vâng ạ. Rồi, mời bạn gái ghế đỏ bên kia. Rồi, ghế đỏ, em. Dạ, em xin chào tất cả mọi người. Em tên là Lê Thị Bích Huyền. Em 22 tuổi, hiện em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là lễ tân khách sạn ạ. Em ở đây thì ở quận mấy? Dạ, em ở quận 7. Ở quận 7 hả? Dạ, ở với ai? Dạ, em ở với mẹ với em trai của em. Quê gốc của em là ở Thừa Thiên Huế. Nói tiếng Nam sổ quá vậy? Đâu, dạ, tôi coi em cô gái Huế cùng quê với tôi coi. Chào chị.
Giờ khoe chị Tường là điểm mạnh điểm yếu em là gì? Dạ điểm mạnh của em là em giao tiếp tốt, điểm yếu của em là em hơi thiếu tự tin về bản thân. Ủa giao tiếp tốt mà thiếu tự tin, rồi thiếu tự tin sao giao tiếp tốt? Em dễ thích nghi với môi trường mới á, với lại em dễ nói chuyện với người lạ. Ủa, dễ đó, vậy sao thiếu tự tin? Em không biết nữa. Còn điểm yếu điểm mạnh gì nữa không nè? Em không có biết nấu ăn. Vậy chứ nhà ai nấu cho em ăn? Mẹ em nấu. Mẹ em nấu cho em ăn. Dạ. Thời gian rảnh rỗi thì em sẽ làm gì, có sở thích gì không? Em thích đi du lịch với lại em đi xem phim. Thế loại phim mà em thích xem là gì? Em thích xem phim hành động với phim ma. Cái giấc em coi phim ma là giấc mấy giờ? Em coi ở ngoài rạp á anh. Chứ em không có dám coi mình. Đó là thông tin cơ bản, từ từ mình sẽ đào sâu hơn ha chị Tường. Rồi ha? Bây giờ mình sẽ đi vô cái tình duyên đi. Quay lại với chàng trai ở ngồi ở ghế xanh nè. Em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình sâu đậm thì em có hai mối tình. Mối tình đầu tiên là cái thời sinh viên. Thì em quen bạn đó, bạn học ngành giáo dục tiểu học. Còn em là lúc đó là em học ngành Việt Nam học, văn hóa du lịch. Tụi em đã trải qua cũng 3 năm sau khi mà tốt nghiệp ra trường. Thì do tính chất công việc của hai người khác nhau, bạn phải trở về quê để làm việc tại địa phương. Còn em thì em là em đi lông bông. Còn cái mối tình thứ hai, lúc đó là em là hướng dẫn viên du lịch ở Đồng Tháp. Các bạn kia thì là khách ở thành phố Hồ Chí Minh. Em dẫn tour đi Đà Lạt. Nhưng mà em dẫn tour của cổ luôn. Dạ đúng rồi. Thì trong một cái đoàn tour thì rất là nhiều khách. Và em là hướng dẫn viên, em phải quan tâm hết tất cả mọi người. Đúng. Chứ không phải quan tâm một riêng một mình bạn. Buổi tối ở Đà Lạt, mọi người đi tự do. Đó, thì em mới có thời gian rảnh tự do phải không? Đó, lúc đó là em cũng rảnh, em tự do và em đi lội qua ga Hồ Xuân Hương. Bạn đó bạn cũng lội đi một mình. Mà em là hướng dẫn viên du lịch thì mình lúc nào cũng chỉnh chu mọi thứ. Ví dụ em chuẩn bị áo khoác, dù mọi thứ cái thấy bạn lạnh, cái em biết là khách của đoàn mình. Em đưa, vô tình bạn nhận thấy cái điều đó, bạn nghĩ là mình có tình cảm với bạn. Chứ thật ra là em không có. Lúc đó là em không có tình cảm. Em chỉ là lịch sự và chu đáo cho cái nghề nghiệp của mình thôi. Cái đó là giống như là em thảo mai để em được khách hương đó. Khách hương đó. Rồi sau đó thì cái bắt đầu bạn cũng điện đến công ty, bạn đặt riêng một mình em coi nó để đi tour đi Nam Du. Bạn đặt riêng, đặt riêng một mình em luôn. Rồi sao nữa? Nam Du thì mọi người biết rồi đó. Nó thì đẹp nhưng mà nó vắng vẻ và hoang sơ nhiều lắm. Buổi tối thì bắt đầu rồi. Là lúc đó đi tour hai người. Dạ đúng rồi, hai người. Dạ đúng rồi, hai người. Nhưng mà ở phòng riêng. Dạ ở phòng riêng. Đương nhiên rồi. Buổi tối thì bắt đầu dẫn đi ăn đi uống rồi. Tour mấy ngày? Tour mấy ngày? Dạ tour đi Nam Du 2 ngày. Dạ. Lúc đó là em mới vừa đạt giải thơ, giải tác giả trẻ thể loại thơ. Tối đọc thơ cho nghe. Rồi em đọc cho nghe bài thơ. Bạn cũng hỏi là em thích người yêu như thế nào. Em cũng nói là em thích cái gu mà nhỏ nhỏ con xíu. Bạn đó thì cũng khá là mập, cũng không phải là gu của em. Trời thì, ơi em thường đi tour biển mà. Trên bờ biển mà cõng người yêu đi thì nó cũng khá là ok. Nên nhỏ nhỏ chút xíu thì dễ cõng. Trả lời người ta vậy luôn á. Dạ. Rồi xong rồi. Mà em lúc đó em có biết là người ta thích em không? Dạ không. Sau cái chuyến tour đó là khoảng 3 tháng em nhận thêm show, dẫn chương trình nữa. Như quê vậy đó. Em nhìn xuống theo sao thấy quen quen. Là 3 tháng sau? Dạ 3 tháng sau bạn bắt xe xuống dưới Đồng Tháp. Bạn ngồi với hàng ghế khán giả. Wow. Dạ em thấy ủa sao mà ốm lại dữ vậy? Ủa sao mà ốm lại dữ vậy? Wow. Giảm 20 mấy kg. Trời ơi. Trời ơi trời. Là một tình yêu vĩ đại và mãnh liệt. Vậy phải yêu thôi. Rồi lúc đó bắt đầu em cũng thấy người ta cũng thì bắt đầu mới ra ngoài đi cà phê nói chuyện với nhau. Rồi từ từ cũng nảy sinh tình cảm. Quen cũng một thời gian là 2 năm mấy. Cũng có nhiều mâu thuẫn xảy ra nhưng mà lãng mạn thì nhiều hơn. Đến khi mà chúng em dừng lại rồi á thì vẫn lãng mạn nữa. Em dừng lại thì bạn ấy nói là mình bắt đầu từ chuyến tour Đà Lạt thì thôi bây giờ nếu mà có lỡ chia tay rồi thì bây giờ mình cùng đi đến cái nơi bắt đầu để mình kết thúc. Và hai đứa em đã được trở lại đi Đà Lạt. Rồi sau đó là Mạnh Ai nó về. Rồi sau đó là Mạnh Ai nó về. Ủa? Dạ chia tay. Vậy bây giờ em muốn tìm một cái mẫu người bạn gái như thế nào? Em thích thứ nhất là nhìn cái vẻ bề ngoài hay hiền một chút xíu. Dẫn cái gu nhỏ con. Nhưng mà em thấy như thế này là mỗi lần mà em đặt chỉ tiêu ra tới khi mà em quen người á không có nằm trong chỉ tiêu luôn. Tình cảm là thứ rất là khó nói. Hy vọng ngày hôm nay sẽ chọn được một người nha. Tính tình của người bạn gái em thích sao? Em thích không hoàn hảo một chút xíu. Không hoàn hảo một chút xíu. Không hoàn hảo là gì đó. Em có thể là em giúp cái mối quan hệ đó hoàn hảo hơn. Hoặc là em gọi là có thế. Còn nếu như mà một người hoàn hảo quá
thì mình không có gì để làm. Mọi thứ nó chỉnh chu, nó cứ đều, nó không có thăng và nó không có trầm. Em muốn cái điểm gì không hoàn hảo nhất ở người phụ nữ? Có thể nấu ăn, tại vì em là một hướng dẫn viên du lịch, em có thể ăn được khẩu vị ba miền và em cũng biết nấu ăn, cho nên bạn nữ không cần có phải nấu ăn. Không cần biết nấu ăn. Có thể được. Là để những lúc giận nhau hoặc là những lúc mà muốn thể hiện tình cảm, có thể là em chỉ bạn ấy nấu ăn và hai đứa cùng nấu ăn. Còn một bạn mà mọi thứ đã chỉnh chu hoàn chỉnh quá thì có khi mà em động tay vào các bạn ấy không hài lòng nữa. Trời, cô bé này không hoàn hảo chút nào cả. Ở đây cũng vậy luôn. Trời ơi. Nào cô bé không hoàn hảo. Minh Anh. Dạ. Em hãy tâm sự về chuyện tình cảm của mình đi. Dạ, em có hai mối tình. Một mối tình là hồi em học cấp 3, còn một mối tình là cách đây 1 năm. Tại vì những mối tình này hồi lâu giờ ai cũng kể là quen nhau rồi biết nhau rồi xong rồi tốt nghiệp xong rồi ra trường mọi người vẽ nhánh chấm dứt. Dạ. Trời ơi, hình như là ai cũng vậy á ta. Còn mối tình thứ hai sao nè? Dạ, mối tình thứ hai thì em quen được 3 năm. Lúc đó là em đi làm ở một quán cà phê, xong rồi em với lại cái anh đó gặp nhau, rồi hai người quen nhau. Quen được 3 năm rồi tên chia tay, tại vì hai người không cùng suy nghĩ nữa anh. Không cùng suy nghĩ là sao? Cảm thấy không có giống nhau về suy nghĩ tất cả mọi thứ luôn á, thì em quyết định là dừng lại. Chia tay anh ấy được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, chia tay cách đây 1 năm rồi. Bây giờ mẫu người mà em muốn chinh phục là người đàn ông như thế nào nè? Cao 1m7. Cao 1m7. Dạ, phải cao hơn em xíu, tại em 1m62 rồi. Tươm tất với lại thơm. Tươm tất với lại thơm. Oh no. Thơm. Bộ đã từng gặp người không thơm hay sao vậy? Dạ. Vậy là vậy hả? Đã từng gặp người không thơm luôn hả? Dạ, cũng có. Vậy là em biết là mối tình thứ hai là cái khi mà em phát hiện ra đối tượng không có thơm thì lúc đó em phản ứng như thế nào? Em bị tụt mốt đó chị. Em kiểu em thích những người thơm, tại có ấn tượng những người như vậy hơn. Bên đó à? Ổn không à? Ổn anh ơi, ổn. Ổn đúng không? Dạ. Mình vẫn tự tin để mà tập tạ và nâng tạ đúng không nào? Dạ. Yeah. Em cân nặng bao nhiêu ký nè? Dạ em 58 ký. 58 ký nha. Hơi nặng ha. 58 ký bằng chị Tường luôn rồi đó. Cao bao nhiêu à? Dạ 1m62. 1m62, 58 ký. Cũng ổn, hợp lệ. Ok. Nói chung là phụ nữ phải tròn trịa, có da có thịt giống như chị Tường vậy đó mới được. Cái tướng vậy mới mắng đẻ em ơi, lấy về vậy ốm yếu quá làm sao mà có sức khỏe đẻ con nuôi con, đúng không quý vị? Trời ơi, tới càng trai ghế đỏ làm gì toát mồ hôi dữ cưng. Lau mồ hôi trán nè, đó đẹp trai cười tươi lên nè. Đúng. thơm không chắc chắn là thơm, chắc chắn là thơm. Được, vì mẹ em cũng tên Thơm. Vì mẹ em cũng tên Thơm. Trải qua mấy mối tình rồi? Trường em thì có 2 mối tình. Mối tình đầu thì vào năm học cấp 3 cũng được 2 năm. Mối tình thứ hai là vào năm đi học sinh viên cũng được hơn 2 năm một chút. Giai đoạn đó là mắc một chút vấn đề. Vấn đề về gì? Về em đầu tư vào làm ăn. Hợp tác làm ăn. Vâng ạ, nhưng mà bị thua lỗ. Em làm ăn rồi thua lỗ rồi ảnh hưởng đến tình yêu hay là vâng. Em với bạn đó cùng làm ăn với không, nhau? Em làm ăn riêng nhưng mà do mình bị cả một stress, một chút áp lực đó. Thành ra mình lơ đãng đi, có một chút nuối tiếc. Có tiếc không? Có tiếc. Chia tay mối tình đó bao lâu rồi? Đến nay là được 3-4 năm rồi. Người đó chủ động chia tay hay là em? Em chủ động chia tay. Sao em lơ đễnh thì mà rồi em chủ động chia tay rồi em tiếc? Giai đoạn đó em bị kiểu đó bị stress, áp lực, bệnh trầm cảm. Em bị tủi thân em và em thấy là không lo lắng được cho người phụ nữ để em chia tay. Cũng có thể là một suy nghĩ là vậy. Và khi em chia tay thì phản ứng cổ như thế nào? Người ta níu kéo vẫn đợi em 1-2 năm. Có hết stress rồi không quay lại tìm? Lúc em quay lại tìm thì người ta lấy chồng. Trời, đợi 2 năm thôi quay lại tìm lấy chồng rồi. Dạ. Nên giờ nuối tiếc. Dạ. Bây giờ em thấy em lớn chưa? Rồi em lớn rồi. Lớn hả? Chứ chị cũng thấy em nhỏ lắm á. Em nhỏ với tuổi nhưng mà trưởng thành so với lại hơn với tuổi. Lớn rồi phải không? Dạ. Bây giờ là yêu là cho 21 không có đủ thừa là tại vì còn dạ, chưa đủ lớn hay chưa đủ trưởng thành nữa đúng không? Dạ vâng ạ. Bây giờ muốn tìm một người yêu như thế nào? Cũng có tính trưởng thành, ngoại hình dễ nhìn một chút ạ. Biết quan tâm em. Thế là đủ rồi, còn đâu là em lo được. Biết quan tâm em, còn nhiêu em lo được. Cao thấp mập ốm có tiêu chí gì giống như anh chàng ghế xanh không? Dễ nhìn thì cũng dễ nhìn thôi ạ. Cứ là múp múp một tí cũng có sao đâu. Múp múp một tí có sao đâu đúng không? Múp múp chưa à, coi như múp múp càng đáng yêu. Bây giờ mời cô gái ghế đỏ. Chuyện tình yêu em thế nào? Dạ em cũng trải qua 2 mối tình. Một mối tình là thời con nít đi học cấp 2 anh. Cấp 2 hả? Dạ. Mối tình thứ hai của em là chia tay
cách đây một năm. Tâm sự anh nghe coi. Dạ, cái mối tình mới đây của em là một cái mối tình rất là sâu đậm với em. Một năm trời. Dạ không, em quen bạn đó tới 2 năm rưỡi rồi. Sao nè? Dạ, em quen bạn đó mà em bị tụt cân đến còn có 37kg mà em. Tụt cân đến còn có 37kg mà em. Ủa mà sao? Sao vậy? Tự nhiên làm gì mà tụt cân xuống dữ vậy? Bạn đó cắm sừng em. Nhưng tại sao em biết em bị cắm sừng? Em nói gặp chung là cái đó là linh cảm của một người con gái khi mà mình có bạn trai. Nhưng mà em có gặp trực tiếp không? Qua tin nhắn điện thoại. Chứ em chưa gặp cái đối tượng đó, chưa gặp cái người thứ ba đó. Thật chưa? Phát hiện ra tin nhắn điện thoại thì em có nói cho anh đó biết không? Dạ có. Rồi bạn đó phản ứng như thế nào? Thì bạn đó nói với em là bạn đó chỉ bị say nắng người ta thôi. Rồi sao nữa? Em có tha thứ không? Dạ có. Em đã quyết định tha thứ cho bạn đó một lần. Và em quen tiếp. Và em bị tiếp. Là vẫn một người đó hay là người khác? Dạ người đó luôn. Vẫn người đó luôn. Dạ. Rồi lần này em có tha thứ nữa không? Em vẫn tha thứ. Em rộng lượng bao dung quá. Rồi sao nữa? Tiếp tục thêm một lần nữa. Và người đó luôn. Dạ cũng là một bạn đó thôi ạ. Sau đó thì tụi em cũng quay lại. Lần thứ ba vẫn tha thứ. Dạ nhưng mà khi tha thứ xong rồi em tự cảm thấy bản thân mình không còn tin tưởng nữa. Em nghĩ cái đó em đang lụy á. Em nghĩ cái đó em đang lụy á. Nên là em mới như vậy. Xong thì cái mùa dịch bắt đầu giãn cách thì em đã chia tay. Có khoảng thời gian để mà khi mà em có thể tập cân bằng lại trong cái mùa dịch. Em tự nhìn lại bản thân của mình với những gì mình đã phải chịu đựng cái thời gian đó. Và bây giờ em đã lấy lại số cân nặng của em chưa hay là? Em hiện tại 47kg. Thì hiện tại mọi người, bạn bè em nói nhìn em tròn với tươi hơn hồi xưa nhiều lắm. Ngựa quen đường cũ, những cái gì nó đã như vậy rồi nó khó lắm. Mà có tới nữa em có tha cho 10 lần cũng y vậy. Thì vậy à. Đúng cái người mà người ta thật sự yêu thương mình chẳng bao giờ làm mình bị tổn thương bất cứ một lần nào. Bỏ qua nha. Dạ. Rồi bây giờ muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em tìm một bạn tử tế, đàng hoàng, biết chăm sóc em. Em từng quen một người mà người đó không chăm sóc được cho em. Em muốn chăm sóc như thế nào? Em thấy nhỏ nhặt giống như đại nón bảo hiểm cho em, đưa rước em đi làm hay là những cái nó rất là nhỏ thôi cũng được. Nói chung là có cái sự quan tâm. Dạ có một cái sự quan tâm đến em. Dạ ngày hôm nay em tới chương trình này với ai? Dạ em tới với bạn thân của em. Bạn thân của em. Gì? Là cái xanh cái đỏ hai người là bạn thân của nhau. Dạ. Bữa nay không lẽ có những trận thương tàn ở đây sao? Rồi bây giờ thí dụ nè. Bây giờ thí dụ nè, rồi rủi như bây giờ hai đứa em cùng thích một chàng trai bên này thì làm thế nào? Tình bạn có chắc bình lâu. Hả? Dạ, cái đó thì... Em không biết. Nhưng mà lát trước khi bấm nút là không có được trao đổi nha. Chứ không có vụ trao đổi nhau. Ê thôi mày xanh tao đỏ, mày đỏ tao xanh là không có được. Tình yêu là không có nhường nha. Không, bây giờ là... Bây giờ hai đứa bắt tay vô thề nhau trước chương trình đi nè. Là dù gì đi nữa tình bạn vẫn bình lâu nè. Ổn không? Dạ ổn. Ủa? Rồi làm đi. Hai đứa là bạn thân nhau quá. Dạ. Em với bạn Minh Anh là bạn thân 13 năm rồi. Trời đất ơi, tụi em làm sao làm. Đừng có để sức mẻ cái tình bạn 13 năm của người ta nữa chứ. Trời ơi. Nà. Ủa nếu vậy là ở người thân ở dưới có biết tụi em trời không? Trời ơi trời. Dạ, em biết chứ. Biết hết hai bên luôn. Biết hai tụi em luôn ạ. Là bốn đứa tụi em chơi chung nhau luôn. Ủa từ nhà gái trước ha. Nhà gái đi. Ok ok. Đó. Bây giờ hỏi hai em nè. Rồi mời em gái. Em tên gì? Dạ em tên là Huỳnh Anh. Em cũng là bạn của bé Nguyễn luôn. À. Mặc dù là hai trên người trên này đều là bạn của em mà tụi em chơi thân với nhau đương nhiên em phải biết. Chơi thân không có nghĩa là cái gu thích trai giống nhau. Đúng không? Mỗi người một gu. Bây giờ em nói coi là hai chàng trai trên này anh nào hợp với bạn nào? Chơi với chung các bạn thì em cũng biết được tính của các bạn là như thế nào. Nhưng mà sau những gì các bạn nam chia sẻ thì em chỉ chọn được có một bạn thôi. Chọn được một bạn. Bạn nào? Chọn bạn nào? Em chọn bạn ngồi ghế xanh. Chọn cho bạn nào bên kia? Dạ em chọn cho cả hai bạn. Trời ơi. Cái này mới là sức mẻ đó trời. Trời ơi. Cái này mới sức mẻ đó. Bạn này có thể là vừa chăm sóc được cho bé Huyền, vừa có thể là trưởng thành hơn và có thể là một người đi trước để mà bảo vệ, chăm sóc cho bé Huyền. Nhưng mà em lại cũng cảm thấy bạn cũng hợp với bạn Minh Anh, tại bạn Minh Anh hiền. Em có muốn chơi chung nhóm đó không vậy? Hay là em nói câu này để hay lại nhóm luôn. Đây. Bác xoay qua các bạn kêu chị coi. Em chào chị Cát Tường với anh Đạt. Em là Đạt Thành, em bạn của hai bạn đó luôn. Cũng bạn hai bạn này luôn. Dạ. Rồi, em nói một câu công tâm thôi nè, ý em sao? Dạ, em thấy thì hai anh bên đây thì nếu lúc mà chia sẻ thì em hai anh cũng được. Nhưng mà nếu mà em thì em sẽ chọn cái anh ngồi ghế xanh cho bạn Minh Anh.
Mình anh, mình anh ghế là... xanh với ghế xanh. Ghế xanh với ghế xanh. Dạ, ghế đỏ với cho bạn Huyền. Cái anh ghế xanh bên đây thì ảnh chủ động. Tại vì mình anh hơi hiền với hơi gục ghẹ chị. Còn cái anh áo đỏ thì ảnh ít nói nhiều hơn. Còn bạn Huyền ở ngoài bạn hoạt bát nhiều. Chia đều nghe chia đều. Vậy nghe nó còn ổn áp chia đều chứ. Chia đều. Rồi cảm ơn hai em nhiều nha. Bây giờ mình qua tới bên họ nhà trai đi. Em chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Em tên là Tuấn Anh. Em là người nhà của bạn nam áo trắng. Bạn ngồi ghế đỏ. À ghế đỏ. Rồi. Theo em thì em thấy hai bạn nữ bên này đều rất là ok ạ. Cảm ơn. Đều hiền lành và dễ thương. Để mà chọn thì em sẽ chọn bạn ghế đỏ cho bạn em Hưng. Còn bạn ghế xanh thì thế cho bạn ghế xanh. Thôi em người nhà của em đỏ, chọn cái đỏ thôi. Em có phải người nhà của xanh đâu mà em chọn cho người ta luôn. Trời em cảm nhận là như thế. Và em cũng thấy ở bên họ nhà gái nói cũng đúng hợp lý. Cảm ơn em. Nhà trai cũng hùng hậu quá ha. Hào hứng và háo hức quá rồi. Háo hức quá. Bây giờ chúng ta sẽ mở cửa trái tim. Hành động liền. Hành động. Trời ơi. Chết rồi. Dạ thưa quý vị khán giả, em xin chia sẻ với quý vị như thế này. Là trước khi đến đây thì em có mua sách. Nhưng mà trong quá trình chạy xe đến đây thì cái bọc ni lông nó còn. Nhưng mà hai cuốn sách không còn nữa. Xin lỗi hai bạn mình đó. Vậy giờ mình đọc thơ đi được rồi phải không Đạt? Giờ mình không có sách thì mình đọc nội dung trong sách chứ giờ sao? Dạ, như vậy thì em gửi đến hai em cũng như quý khán giả hai anh chị một bài thơ em sáng tác mang tên là Màu Hoa Tím. Vỗ tay quý vị ơi. Còn chi hoa tím em ơi, anh giờ có vợ thôi em đừng buồn. Lặng nhìn hoa tím lệ tuôn, tiếc chi một mảnh tình sầu như anh. Chớ vì anh mà lòng hiêm chạnh, kẻ phụ tình xin hãy thứ tha. Cành hoa tím để anh xin trả, gửi lại em tấm chân tình này. Ngày hôn lễ em hãy đến, lần cuối cùng trước lúc chia xa. Tím chi tím cả lời chào, tím lòng tím dạ tím trao tay người. Tím lòng tím dạ tím trao tay người. Em sáng tác lâu rồi cho nên thì cũng không nhớ rõ lắm. Cái bài thơ này em sáng tác dựa trên một câu chuyện có thật của người bạn của em. Chứ không phải em nha quý vị. Chứ không phải em nha quý vị. Cảm xúc của em khi nghe thơ của ảnh như thế nào? Mời em gái ghế xanh. Dạ em thấy hay. Dạ. Nghe buồn. Thí dụ như mà bạn trai của em mà đi lấy vợ đó thì đám cưới của ảnh em có tới không? Dạ chắc em không tới đâu. Nghĩ sao đi lấy vợ còn rủ người ta tới làm gì nữa? Làm như chia tay nhau phải lên đến Đà Lạt để tới nơi bắt đầu. Còn phải bào tiền mừng của người ta nữa. Gái ghế đỏ em cảm nhận như thế sao nào em? Về thơ của anh Chiến? Tại em không thích nghe thơ nên là em thấy bình thường. Em thấy bình thường. Đó, tôi thấy đầu tình bạn bắt đầu gắn kết rồi nè. Bây giờ chúng ta hãy nói cho nhau biết cảm nhận của nhau khi cánh cửa trái tim này mở ra. Toát mồ hôi dữ vậy, nói trước đi cưng. Cảm nhận là bị sét đánh, Sét đánh hả? Sét nào đánh em vậy? Sét đánh, sét trong trường quay đánh. Sét trong trường quay, sao xíu rung động gì chưa? Có, hơi run run. Hơi run run, có xác định được đối tượng chưa hay là còn mơ hồ? Có đối tượng. Có đối tượng luôn rồi. Dạ. Thế còn em? Còn em thì em khi mà mở cánh cửa ra, một bạn cho em một cảm giác mới và một bạn thì có một cái nét gì đó giống người yêu cũ. Vậy bây giờ em muốn tìm một cái mẫu người bạn gái như thế nào? Em thích thứ nhất là nhìn cái vẻ bề ngoài hiền chút xíu, dẫn cái gu nhỏ con. Người mà mang cái nét người yêu cũ thì em cũng có một chút xao xuyến, nhưng mà em sợ lại quá khứ lại lặp lại một lần nữa. Em sẽ không nói là bạn nào cho em cảm xúc mới và cả bạn nào là cảm xúc như người yêu cũ đã mang lại. Nhưng mà thật sự khi nãy nghe hai câu chuyện của hai bạn chia sẻ em rất là mừng. Tại vì em đến đây em rất là sợ khi mà bên kia mở ra một cánh cửa nào đó mà một cái bạn nào đó chưa trải đời, chưa có mối quan hệ nào hết, thì em sợ em là người đến để dạy cho bạn học cách yêu rồi bạn học đủ rồi bạn rời đi. Các bạn nghĩ sao khi mà có rất là nhiều bạn nam đến với chương trình và chỉ mong chương trình làm mai cho mình một cái người phụ nữ còn trong trắng? Trả lời coi bé. Đối với em thì cái suy nghĩ đó thì nó là tầm thường. Tầm thường.
được. Tại sao? Bản chất của người con trai thì luôn muốn chinh phục, người cứ đòi chinh phục hết người nọ người kia thì lấy đâu ra người nữa mà chinh phục. Còn như em thì đến với nhau là tình cảm, cảm xúc chứ không phải là những cái thứ tầm thường như vậy. Cảm ơn hai bạn, cảm ơn hai chàng trai của thế hệ mới. Rồi hai em gái đi. Em gái. Cảm xúc của tụi em như thế cảm nào khi cánh cửa trái tim này mở ra? Dạ em thấy hai anh dễ thương. Cảm ơn em. Em có chút xao xuyến rung động nào trong lòng chưa? Hiện tại thì chưa. Hiện tại thì chưa. Trời ơi, nhỏ này nó cứng cựa ghê ta. Còn em? Dạ em thấy hai anh dễ thương. Anh ghế xanh em cảm thấy anh là một người sâu sắc. Anh ghế đỏ thì em thấy anh điềm tĩnh, có vẻ trưởng thành. Em thích đàn ông nói nhiều hay là hành động? Hành động. Dạ em thích hành động hơn là nói. Có cái sự trưởng thành trong suy nghĩ. Còn em? Dạ em cũng giống bạn đó. Nói chung thì con gái ai mình cũng thích đàn ông người ta thể hiện nhiều hơn là nói. Nếu mà đàn ông mà ít nói quá thì nó sẽ rất là khô khan. Ví dụ giờ hai đứa hẹn nhau đi chơi mà nhìn nhau hoài, mình phụ nữ mình không thể chủ động, rồi đàn ông cũng không nói luôn thì làm sao ra câu chuyện? Cho em chia sẻ với hai bạn là không phải là đàn ông nói nhiều hay là nói ít, quan trọng đàn ông nói nhiều nhưng mà làm được nhiều, nói nhiều nhưng mà làm được nhiều. Đó là em. Wow. Không, thật sự là nhiều người nói tôi không nói tôi sẽ làm thôi, nhưng mà nếu mà không nói thì nó sẽ không có cơ hội để làm. Đối với chị nghĩ là những cái gì cần nói thì cũng phải nói phải đi đôi với làm. Nếu mà im lặng không thì nó sẽ rất căng thẳng. Có những lúc cần phải nói, chỉ một câu nói thôi nó có thể giải quyết mọi vấn đề, mà mình im lặng sẽ làm cho không khí nó rất là căng thẳng, và đôi lúc cái sự im lặng nó cũng sẽ làm cho tình cảm nó rạn nứt. Đó là kinh nghiệm của chị. Nhưng mà nếu đàn ông nói nhiều quá, nói trên trời dưới đất ba hoa chích chòe, nói mà chẳng biết mình nói cái gì, chẳng biết mình làm cái gì, thì đàn ông đó đối với chị cũng vứt. Người đàn ông đó không nói nhưng mà phải lắng nghe mình nói, và phải có phụ họa theo. Vậy hả em? Ồ anh biết rồi này kia. Chứ còn nếu mà cứ đơ cái mặt mà không có một cảm xúc gì hết, mình cũng tuột mút để nói. Đây, bây giờ mình ít nói. Này ít nói nè. Mình hát đi. Ừ. Bên kia người ta làm thơ rồi. Giờ mình hát đi nè. Không có đổ mồ hôi nữa nè. Trời trời, hai em thích cái bài gì? Thích chương trình ca nhạc theo yêu cầu luôn đó. Dạ anh cứ hát bài tủ của anh được rồi. Em hay. Anh nè. Thế giới và anh. Thế giới và anh. Thế giới và em. Anh chọn anh. Anh chọn em. Thế giới và em. Anh chọn em. À, thế giới và em, anh chọn em. Giới thiệu đi em. Wow. 2, 3. Kính thưa quý vị, có những niềm vui xen lẫn những nỗi buồn, có những điều đã qua tưởng chừng như lắng đọng, và có những điều vốn dĩ bình thường, những lần gặp mặt, những lần gặp gỡ, rồi những lần ánh mắt chạm nhau. Kính thưa quý vị, tất cả những hỉ nộ ái ố sau đây sẽ được thể hiện qua bài hát Thế giới và em, anh chọn em. Wow. Trời ơi. Hỏi nhân gian điều quý giá nào, mình sẽ mang theo giây phút cuối đời. Chỉ có tấm lòng chân thành, tình yêu son sắc ta mang theo. Người đời kia vẫn thường đánh đổi, chọn lấy vinh quang hay giàu sang, có đành luôn là kẻ ngốc nghếch. Em có muốn biết trong lòng của anh thế nào? Dù anh có cả thế giới mà phải không còn em nữa, thì tất cả cũng chẳng có ý nghĩa gì. Anh cần em kề bên, rồi ta cùng nhau già đi. Với anh chỉ cần thế thôi. Với anh chỉ cần thế thôi. Wow. Chị không biết hay hay dở mà chị thấy cô ghế đỏ cô cười được là thấy vui đó. Nghĩa là giải trí cao rồi đó. Mấy bạn bắt đầu trao đổi nhau hỏi đi. Hỏi đi, rồi mình chủ động nè em. Dạ. Chững chạc nhất nè, mình chủ động mình hỏi hai cô đó đi. Anh hỏi em áo đen nha. Hồi nãy anh thấy em kể về cái mối tình của người yêu cũ, cái giọng nó hơi buồn, cái cảm giác là mình vẫn còn thương người cũ. Anh sợ nếu như mà anh chọn em, anh không phải là người em muốn bắt đầu mối quan hệ mới, mà anh sợ mình là cái vị trí thay thế cho cái người mới tạm thời. Khi mà nhớ lại em thấy hơi buồn thôi, nhưng mà còn tình cảm thì em đã hết rồi. Em đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới chưa? Dạ rồi. Em muốn quen theo kiểu một người yêu để tìm hiểu, hay là em muốn quen và đi xa hơn ở cái mức gọi là người yêu? Em muốn là quen rồi lâu dài đi xa hơn chứ. Cho anh xin phép hỏi em, ngồi ghế đỏ em có đặt ra những cái tiêu chuẩn riêng nào hay không? Em thì không có gu hay là tiêu chuẩn, chỉ cần nhìn bạn đó có duyên. Nếu mà không có gu, không có tiêu chuẩn, em có phải là quá dễ dãi chứ? Em có phải là quá dễ dãi chứ? Dễ dãi hay không chọn. Thì phải tiếp xúc mới biết được. Rồi em mạnh mẽ lên nè. Cơ hội của em đó. Chứ bây giờ đây mới quen đâu có làm gì được đâu, làm giờ mình chỉ có nói thôi. Anh mới hỏi hai em, chung hai em đi. Con người anh ít nói, không thể hiện cảm xúc ra nhiều. Quen nhau rồi ấy,
thì lúc đó nó lại khác. Cứ đi sâu vào nó sẽ thấy cái điểm hay. Anh ấy muốn tiến tới một mối quan hệ sâu hơn, qua cả tự yêu, một mối quan hệ gia đình. Hai em có nghĩ đến cái điều đó không? Em gái cái đó trả lời trước đi. Một khi em đã đến đây thì em cũng nghiêm túc và muốn tìm cho mình một mối quan hệ lâu dài. Có thể mình tìm hiểu nhau vài năm thì em mới muốn kết hôn. Em thì em cũng tới đây để tìm một mối quan hệ nghiêm túc. Nhưng mà khi mà quen, nếu mà em cảm thấy đủ để tiến tới hôn nhân thì em sẽ xác định là cưới. Rất là nghiêm túc. Rất là nghiêm túc. Bây giờ là cơ hội cuối cùng, thời gian thì đã hết rồi, không thể nào mà ngồi nói hoài được. Bây giờ hai chàng trai, chị Tường sẽ cho các bạn, nãy giờ là mình mới trò chuyện thôi, đây là lúc mình có thể có một chút va chạm để xem, tại vì giữa nam và nữ nó sẽ có một cái luồng điện, nó trái chiều, nó sẽ hít nhau hay là nó sẽ như thế nào đó. Thì bây giờ mời các bạn nam qua và xin phép lần lượt nắm tay từng bạn một để mình đo cái độ cảm xúc dành cho nhau. Rồi ưu tiên em luôn, mời em. Cho anh xin phép nắm tay. Dạ. Tay em hơi lạnh. Dạ em hơi run. Em run hả? Dạ. Những lời nãy giờ em nói có phải là do run không? Hay là em nói thật? Dạ. Có khi em run quá anh sợ em nói nhầm. Cảm xúc của em. Cảm xúc của em. Anh xin phép em. Em biết tại sao anh nắm tay em anh không nói gì không? Sao vậy anh? Em có một nét giống người yêu cũ. Và anh muốn nhìn vào mắt em. Thật sự em thì em nhỏ tuổi hơn bạn bên kia. Nhưng mà những suy nghĩ của em anh thấy nó cũng đã là một người từng trải, chín chắn. Và mình từng tổn thương, mình từng vấp ngã. Mình cùng mạnh mẽ em nha. Dạ, cảm ơn anh. Dính thính nhiều quá. Phủi tay đi, giờ đừng dính thính cũ nhiều quá. Gì vậy? Nắm tay nói vài lời chứ. À phải nói à? Ừ. Phải nói. À, xin anh nắm tay giùm tí nữa. Nắm tay nói đi. Nhìn thẳng nhau có 30 giây không? Nhìn ngang nhìn ngửa hoài vậy. Sao anh nắm tay em mà anh nhìn bạn em hoài vậy? Anh nhìn bạn em hoài vậy? Trời ơi. Đúng mà, đâu. Không có vấn đề không vậy? Mắt em chuẩn. Không chuẩn thì phải nhìn chuẩn. Tại em bị tâm lý gì này. Tâm lý nhìn thẳng mặt. Anh lại nhìn thẳng em nữa rồi. Trời ơi. Chị vô cái đi. Đừng nhìn ta. Em thích một con người như nào? Dạ, ít nói. Thế là hợp anh mà. Dạ. Xong chưa? Xong rồi ạ. À, xong rồi. Trời, có cần qua đây nắm không à? Dạ, quá. Có ạ. Tôi chỉ có mất gì đâu, không nắm ạ. Ờ, thì đó, tùy em có. Anh cảm thấy em như thế nào? Ủa, anh cảm thấy em khá là xinh xắn. Cảm ơn anh. Nhưng mà sao anh hỏi lại em là vì sao cứ chỉ bên ngoài cho mà anh nhìn nhìn em? Em nói nhìn anh đâu? Có, nhìn anh nhìn đi. Nhưng mà tay em hơi lạnh. Dạ em hơi run. Run là vấn đề, em lạnh phải trung tình không? Dạ. Anh ấy bảo lạnh hay là trung tình? Dạ chắc vậy. Thế em thấy anh lạnh không? Tay anh nắm. Tay anh nắm. Thì anh con trai nó phải ngược lại. Dạ. Anh nắm với nhá. Dạ, cảm ơn anh. Được quá. Ờ, có nắm tay không? Trả lời sao? Có mất gì đâu không nắm hả? Trời ơi trời. Không đi cô gái mà kêu không nắm tay không? Nói dạ. Anh nói dạ vâng à, em phải nắm bắt cơ hội chứ. Chứ ai mà lại trả lời có mất gì đâu mà không nắm. Chán ghê luôn á. Mốt đi cô gái dắt tôi theo tôi chỉ cho nha trời. Rồi, như vậy là chúng ta đã có những cái khoảnh khắc rất là vui vẻ, trò chuyện với nhau ha, thoải mái ha. Âm nhạc, nghệ thuật gì cũng có rồi. Và bây giờ là lúc lắng động. Mỗi người đến với đây đều có hai cơ hội như nhau. Và đây là lúc mình sẽ làm thật đúng với những gì trái tim mình mách bảo. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm bên ghế của mình. Rồi, bây giờ mời các bạn hãy hướng mắt ra trước, nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn sẽ phải đưa ra quyết định của mình.
sao 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5. Khi mà mở cánh cửa ra, một bạn cho em một cảm giác mới và một bạn thì có một cái nét gì đó giống người yêu cũ. Dạ em thấy hai anh dễ thương. Cảm ơn em. Em có chút xa xuyến rung động nào trong lòng chưa? Hiện tại thì chưa, hiện tại thì chưa. 4. Là có người anh ít nói, không thể hiện cảm xúc ra nhiều. Quen nhau rồi thì lúc đó nó lại khác, cứ đi sâu vào nó sẽ thấy cái điểm hay. Em cũng tới đây để tìm một mối quan hệ nghiêm túc, nhưng mà khi mà quen em cảm thấy đủ để tiến tới hôn nhân thì em sẽ xác định là cưới. 3. Hai, một. Những lời nãy giờ em nói có phải là do run hay là em nói thật? Dạ. Có khi em run quá anh sợ em nói nhầm. Cảm xúc của em, cảm xúc của em. Và bấm ạ. Hết thời gian, hết thời gian. Và kết quả đã có. Chị hỏi em trước tại sao em không bấm. Như em chia sẻ lúc nãy thì bàn ghế xanh là một quá khứ. Em không muốn quá khứ lặp lại một lần nữa. Bạn ngồi ghế đỏ thì bạn cho em cảm giác mới. Và em muốn một mối quan hệ bắt đầu bằng một khởi điểm mới. Nhưng mà lúc hồi nãy em đọc thơ, bạn nói bạn không thấy bình thường. Thấy bình thường. Rồi xong rồi cái hỏi có cảm xúc không? Bạn nói em không có cảm xúc. Rồi xong em mới qua em mới nắm tay bạn. Em hỏi là do em run, em nói lộn hay sao? Bạn khẳng định là cảm xúc thật. Rồi một người không cảm xúc với mình thì em... Em là một người rất là nhạy cảm nên em có thể hiểu được những điều đó đúng không? Rồi chị đồng ý. Sao em không bấm nút ai hết vậy? Dạ tại vì em cảm thấy chưa có rung động với anh. Vậy hả? Sao thấy lúc trò chuyện thấy cũng ổn ổn lắm mà. Chị thấy cũng được mà. Em nghĩ là nên làm bạn thì tốt hơn. Thế còn em? Dạ em cũng chưa có rung động với ai hết. Và quan trọng là con bé này nhận xét đúng. Là cái bạn này nắm tay bạn này mà nhìn bé này không à? Bởi vậy cuối cùng bấm bé đó, bên này thấy vậy. Chưa? Nó hơi trời ơi khổ tâm. Lần sau mà đã như vậy đó, mình đã thích bên đây là mình phải mạnh mẽ hơn. Mình phải quyết đoán hơn. Thậm chí có những người ở đây trong chương trình nè, ví dụ như kia qua nắm tay không nắm luôn, đi đúng tới người đó thôi, một người một thôi. Ngay từ đầu nếu em thích thì em phải bắn cái tĩnh điện đó ngay từ đầu để cho người ta biết. Thôi rút kinh nghiệm lần sau nha. Rồi mời bốn bạn tiến ra phía trước. Thôi mời đây nè. Cảm ơn các bạn đã đến tham gia với chương trình. Xin gửi tặng cho mỗi bạn là một phần sản phẩm cốt gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có MSG và không dùng chất bảo quản. Gửi tặng cho các bạn. Đây, bạn nha. Và đối với cặp đôi không thành công, đừng lo. Chương trình cũng dành tặng các bạn một phần quà, đó là gói Ruby của ứng dụng Speak Couple. Một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện, sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Và trong ứng dụng này các bạn sẽ được tư vấn bởi những ông mai bà mối rất là duyên dáng nha. Hãy đăng ký tham gia ngay chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy cập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất. Và cảm ơn ứng dụng hẹn hò và những nửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speak Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speak Couple đang có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba trên kênh MTV Media. Và bây giờ thì... Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại.